Sawadika. xin chào tất cả các bạn mình là jamie ploy và hiện tại thì mình đang làm kênh youtube jamie ploy để dạy tiếng thái cho tất cả mọi người đặc biệt là những bạn yêu thích và muốn học tiếng thái ngoài ra thì mình cũng mở các lớp học tiếng thái online nên là nếu các bạn quan tâm và muốn học nghe nói đọc viết cũng như là giao tiếp tiếng thái một cách hiệu quả và nhanh thì có thể nhắn tin cho mình mình có để thông tin cá nhân của mình ở dưới phần mô tả của video trong kênh youtube của mình nhé và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn học sang bài Phần tiếp theo video thứ 28 của quyển sách Tiếng Việt lớp 1 tập 2 ok Và ngày hôm nay thì mình sẽ tập đọc đơn giản thôi à, Phực án, bài phực án Mình sẽ có cách kép phần với lại những từ có phụ âm cuối là co cày khi mà có phụ âm cuối là co cày từ này Phụ âm đầu là phụ âm chung, to, a, à, co, gầy là phụ âm cuối. Thế nên là mình sẽ đọc thành siệng ếc, tức là thanh nặng. Đọc là tạc, tạc, tạc. Tiếp theo, phụ âm đầu là phụ âm thấp. Thế nên là mình sẽ đọc thành siệng thô. Đọc là giác, giác, giác. Từ tiếp theo, rò rưa là phụ âm thấp. Thế nên là mình cũng đọc là rác, siệng thô, rác, rác. Chữ tiếp theo phỏ phưng là phụ âm cao Phụ âm cao thì mình sẽ đọc thành thanh nặng Hay là trong tiếng Thái là siểng ế nhá Đọc là phù Phục Nó giống như thanh nặng của mình ấy Tiếp theo lo linh là phụ âm đầu là phụ âm thấp Nên mình sẽ đọc thành siểng thô là lu 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 Tiếp theo pa bla là phụ âm chung Pa bla là phụ âm chung Thế nên mình sẽ đọc thành thanh nặng là biệt 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 rơ rưa là phụ âm thấp đọc là riêc 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 ok trình chỉnh là phụ âm cao đọc là chi chi chi, po pla là phụ âm trung pì pì o ang là phụ âm trung ê ê sọ sửa là phụ âm cao se se cho chan là phụ âm chung chèk chèk do yắt là phụ âm thấp yak yak to tàu là phụ âm chung tực tực no nụ là phụ âm thấp nức 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 bò bay mái là phụ âm chung bột bột lo linh là phụ âm thấp โลกโลกโลกสอสลาลับฝุ่มก้าดับล่ะสอกสอกออ่างลับฝอ่มชุมตัวนี้ดับล่ะออกออกดับหลกยตัวนี้เนี่ยยากรักผูกลูกเปียกเรียกฉีกปีกเอกเศก chạc giác trực nứt buộc lốt sọt ọt ờ. đó thật ra thì khi mà đọc thì mình sẽ phải biết đâu là phụ âm trung, phụ âm cao và phụ âm thấp phụ âm đầu là phụ âm chung phụ âm cao và phụ âm thấp ngoài ra thì mình còn xem xét đến là phụ âm à, nguyên âm là nguyên âm ngắn hay là nguyên âm dài nữa Ừ. Nếu mà là nguyên âm ngắn đúng không? Ví dụ như đây là nguyên âm ự đúng không? Nguyên âm ự khi mà đi với phụ âm thấp như thế này thì mình sẽ đọc thành xiển tri đọc là nức nức nhưng mà nếu mà là nguyên âm dài e thì mình sẽ đọc thành thành thanh thô là yak yak đó còn trong trường hợp khác là là phụ âm trung và phụ âm cao thì nó sẽ đọc thành xiển e tức là thanh nặng Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang đọc cách từ sau Từ đầu tiên đọc là Rác Rác Từ số 2 Chịch Chịch Chục Chục Lúc Lúc Phù Phù Bạc 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 Ok Rác Chịch Chục Lúc Phục Lúc Sọc Chước Lước Ếc Khạc Bạc Bây giờ mình sẽ đọc các từ ghép sau nha Từ này sẽ đọc là Bay chạc Bay chạc Bay chạc Rác mái รากไม้รากไม้รักลูกรักลูกผูกเชือกผูกเชือกผูกเชือกรับแขกรับแขกแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายสาวเชือกสาวเชือกสาวเชือกเทอกเขาเทอกเขา thưa khẩu, ok, và bây giờ mình sẽ đọc các câu sau. Thơ trạ àn kềng. Tha phực àn mác mác. Thơ trạ àn kềng. Tha phực àn mác mác. Thơ là cậu ấy, cô ấy hay là cậu có thể là ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Trạ là sẽ àn kềng, đọc giỏi. ถ้าเนิ้วฝึกอ่านเ u y ệ อนดักมากและเยอะลูกจ๋าผูกเชือกรองเท้าให้ดีลูกจ๋าผูกเชือกรองเท้าให้ดีลูกจ๋าก่อนเอ้ยผูกเชือกละบวกใจรองเท้าละให่บวกใจให่ผูกเชือกรองเท้า hay đi cho cẩn thận thì đọc lại hai câu này thơ trạ àn kềnh tha phực àn mác mát luộc chả phục trước rong tháo hay đi đó phần đọc của bài ngày hôm nay thì đơn giản như vậy thôi nhưng mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu được cái quy tắc của nó đó là khi mà nó có là phụ âm cuối là co cày đúng không thì mình sẽ xem xét là phụ âm đầu là phụ âm chung cao hay là thấp ừ. Nếu mà phụ âm chung và phụ âm cao thì mình sẽ đọc thành thanh nặng Còn nếu mà phụ âm thấp thì mình sẽ đọc thành thanh sắc hoặc là thanh thô Thanh thô hay là thanh tri trong tiếng Thái Nếu mà phụ âm thấp đúng không? Nếu mà nó là phụ nguyên âm ngắn Nguyên âm ngắn thì sẽ là xiềng tri tức là thanh sắc Còn nếu mà nguyên âm dài thì sẽ là xiềng thô tức là đọc kéo dài ra và hay là nếu mà từ này à, là nguyên âm ngắn thì mình sẽ đọc là rắc Còn nếu mà nguyên âm dài thì đọc là tiếng thô mát. đó Đơn giản như vậy thôi Nếu như mà các bạn thích những video như thế này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh youtube của Jamie Ploy để cập nhật thêm những video mới hơn nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau Sao bạn đi